sáng nay mùng 1 tháng 11, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác tiếp cận pháp luật và tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Các đại biểu đã tập trung trao đổi hai chuyên đề trọng tâm gồm Nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ đó phân tích vai trò của cấp lãnh đạo địa phương trong việc nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân nguồn lực tham gia thực hiện sự khó khăn trong thực hiện một số chỉ tiêu về pháp luật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật